Rồi mày đứng mày làm gì hoài đi, để đứa khác nó qua nó tính tiền cho mày. Chứ mày lại gần tao, tao thục mày cái bà nội mày đỡ cũng kịp nữa đó. Bởi làm nhiều cái thấy mắc mệt không muốn nói vậy đó. 2.000 gử trả tiền đi ông nội. Trời ơi, mới sáng sớm giỡn chút xíu cũng được nữa à. Ủa rồi bộ biết mới sáng sớm nữa hả? Chưa bán buôn gì hết trơn rồi lỡ kiếm chuyện rồi à. Gửi này 2.000 gử phải không? Không có tiền lẻ, có tờ 500 mà thôi giùm đi. Ủa rồi mày có bị bệnh không, sáng sớm đi mua cái kẹo 2.000 gửi đưa tờ 500 ngàn kêu thối là thối làm sao? Rồi thôi lấy tiếp đường giùm tao một cái cho chẵn tiền đi cho nó dễ. Cũng được, nó lấy tiếp đường đi cho nó chẵn tiền. Rồi nó lấy tiếp đường xong rồi đó cầm về đi, khỏi đựng bọc đi. Ai chứ mày là tao tính tiền bọc đó. Ủa rồi lấy tiếp đường rồi cho nó dễ thối rồi thiệt thối đâu. Thối cái gì má, tiếp đường này 497.500 lên bill rồi miễn đổi trả.